Ưu tiên cho con ở xa, con hỏi con. Con hỏi con là thiền là gì thầy? Thiền là soi sáng thực tại để thấy thấy ra sự thật. Tất cả sự thật nó trình hiện ngay trong cái diễn biến của đời sống. Chỉ có một cái là một là mình soi sáng để thấy ra được cái sự vận hành của nó. Mà hai á là mình không thấy ra, và mình tưởng là cho là muốn phải làm không sẽ làm, thì nó tạo thành ra một cái đường hướng riêng. Một cái đường hướng đó chính là mà người ta gọi là sinh tử luân hồi. Tức là sinh tử luân hồi không phải là chờ chết rồi nó mới sinh lại mới gọi là sinh tử luân hồi. Và ngay bây giờ đó, khi mình vì không thấy được cái bản chất thực của đời sống, mà trong đó đó, trong bản chất thực của đời sống đó, đó như Đức Phật nói đó, thì cái thực tài đó là thân, thọ, tâm và pháp. Thân, thọ, tâm và pháp là nó đầy đủ hết rồi đó, đầy đủ hết cái cuộc sống ở trong đó rồi đó. Mọi người chỉ cần thấy ra thân, thọ, tâm, pháp là thấy hết tất cả, chứ đừng nghĩ là thân, thọ, tâm, pháp là chỉ có riêng mình thôi, không phải vậy. Thì khi mà thấy là soi sáng cái thực tại thân thọ tâm pháp đó, thì cái đó mình mới thấy rõ được cái bản chất vận hành của nó như thế nào. Thì trong đó cái chữ bản chất ở đây có nghĩa là nó là cái gốc của nó đấy, cái sự vận hành gốc của nó, chứ không phải là sự vận hành mà qua ảo tưởng, qua tưởng tượng hay là qua cái tư tưởng quan niệm của mọi người. Thì mỗi người đó tự tạo ra cho mình một cái thế gian, cho nên thầy mới phân biệt là thế giới và thế gian là rất khác nhau. Thế giới là để nói cái mà cái sự vận hành nguyên gốc của nó. À, ví dụ như cây ổi là cây ổi, cây xoài là cây xoài, à, danh sắc là danh sắc, à, thì cái đó là cái gốc của nó. Nhưng mà qua cái nhận nhận thức của con người đó, và nhận thức này á, là nhận thức qua cái mà thầy thầy gọi nói là tượng là, cho là, muốn phải là, mong sẽ là, à, cái chính cái tiến trình đó đó, đó là cái ngôn ngữ riêng của thầy. Nhưng mà ngôn ngữ của Phật thì đó là ngũ uẩn, đó là thập nhị nhân duyên. À, thì nó là chính cái tiến trình đó nó mới tạo ra một cái thế gian ở mỗi người. Thực ra không có một cái thế gian chung, không có một cái thế gian chung, mà là cái thế gian của mỗi người, tức là cái thế giới đó được nhìn qua cái nhìn chủ quan của mỗi người, nó mà cái biến cái thế giới nó trở thành thế gian. Đó là vậy. Cho nên mỗi người ta nói này, khi mà nói là đời là khổ thì chữ đời này là thế gian chứ không phải là thế giới. Thế giới có thể là trở thành thế gian, mà thế giới cũng có thể là niết bàn đó. Cho nên mới nói là ngày nó sinh tử niết bàn là vậy đó. Tức là người ta cứ tưởng rằng là từ bỏ cái thế giới này để mà đi tìm một cái thế giới niết bàn ở đâu đó, nhưng mà không phải. Niết bàn là tùy thuộc vào chính cái thấy, tính là thấy ra cái sự thật hay là không thấy ra sự thật. Mà sự thật đó đó là cái thế giới tự nhiên đó, thế giới tự nhiên là nó là chân đế. Còn cái thế giới mà cái thế gian mà con người mỗi người tạo ra, hay là mọi người cùng chung tạo ra đó, thì cái đó, đó là nó thuộc về tục đế, nó thuộc về thế gian. Mà khi mà tục đế thế gian đó, thì đó chính là luân hồi sinh tử.
Cho nên cái thiền chính là soi sáng thực tại. Nói tôi dễ hiểu hơn được, cái thực tại đó chính là thân thọ tâm pháp. Ai mà soi sáng được thân thọ tâm pháp, không tượng là cho là mong phải là mong sẽ là gì đó thì lúc đó là thì trả cái thế gian này trở lại với cái thế giới chân thực của nó. Cái thế giới trong đó không còn có cái khái niệm hay là quan niệm hay là tư tưởng, cho nên nó không có cái phiền não khổ đau, không có luân hồi sinh tử. Tức là thế gian, thế giới đó là như nó là, còn thế gian á là như mình tưởng là, cho là, muốn phải là, mong sẽ là. Đó, đơn giản là vậy, cho dễ hiểu. Dạ, con xin đọc câu hỏi của David rồi. Kính thưa sư ông, ở trong tục đế, mình cần phải rèn luyện để tiến bộ. Mình có thể tiến bộ nhanh hơn qua điều chỉnh nhận thức như ở trong chân đế hay không ạ? Và có phải những người có nhận thức cao sẽ học hỏi nhanh hơn và sẽ làm công việc đó tốt hơn, mặc dù đó là lần đầu tiên làm công việc đó hay không ạ? Đúng. Tức là khi một cái người mà thần trọng chú tâm quan sát hay là thường trọn vẹn tỉnh thức trong đời sống, thì người đó thấy chân đế, sống với cái thế giới chân đế hơn là cái thế gian tục đế. Mà vì vậy cho nên nhưng mà khi mà sống đúng với cái thế giới chân đế đó, thì nó vẫn không phải là mình kiểu giống như mà loại bỏ hoàn toàn cái tục đế. Tức là thật ra cái người mà sống với cái chân đế đó, tức là sống với cái sự thật rốt ráo đó, thì càng thấy rõ cái tục đế hơn. Nhưng mà họ thấy rõ tục đế, họ làm theo tục đế, nhưng họ không bị kẹt vào trong đó, họ không bị dính mắc ở trong đó. Còn cái người mà không thấy chân đế mà chỉ sống trong tục đế thôi á, chỉ có cái phân biệt trong cái khái niệm đúng sai thiện ác xấu tốt được mất hơn thua đó, thì nếu mà cứ bị kẹt ở trong cái thế giới đó đó, thì họ sẽ là phiền não khổ đau. Thành ra là chính vì cái phiền não khổ đau nó làm cho che mờ đi, nó làm cho mất cái sự sáng suốt đi. Vì vậy mà cái đời sống á, cái đời sống á, nó sẽ không được thực hiện một cách chín chắn hay là một cách là hoàn hảo. Thí dụ như thế này, cho nó đơn giản như thế này cho dễ hiểu. Bây giờ mình ví dụ như mình đang đi, nhưng mà nếu một cái người mà có thần trọng chú tâm quan sát, có trọn vẹn tỉnh thức trong cái đi, thấy rõ cái đi, thì người đó sẽ ít bị vấp té. Đại khái là vậy. Đó, tức là hiệu quả hơn. Một cái người làm thờ mộc hay là một cái nghệ nhân điêu khắc, mà cái người đó mà chú tâm tròn vẹn rõ ràng trong từng cái hành động của mình, thì người đó sẽ làm một cái tác phẩm rất là hoàn hảo, rất là đẹp. Còn nếu cái anh mà thiếu thần đồng chú tâm quan sát đó, thì là đục nó hư chỗ này, nó hư chỗ kia, là đại khái vậy đó. Cho nên là cái hiệu quả trong đời sống đó, khi mà mình mà tinh tấn chánh niệm tỉnh giác đó, nó theo thầy là tinh tấn chánh niệm tỉnh giác nó có hai mặt. Cho nên tại sao thầy lại nói nó thành một cái mặt là thần đồng chú tâm quan sát, để nó ứng với tục đế.
nó ứng tục đế, nó vẫn là nó ứng với cả tục đế cả chân đế. Còn khi mình định nghĩa cái tinh tấn chánh niệm tỉnh giác nó quá cao đi, thành ra là chỉ có chân đế thôi chứ không có tục đế. Nhưng trong khi đó cái thần đồng chú tâm quan sát là nó khác tục đế cả chân đế. Vì vậy cho nên là nó khi mình ứng dụng cái tinh tấn chánh niệm tỉnh giác một cách du diệu uyển chuyển ngay trong đời sống hàng ngày thì nó sẽ đưa lại rất là nhiều cái lợi ích. Thì trong Vipassana của con nói đến thế là cái khởi đầu là gọi là cái lợi ích tỉnh giác. Tức là nhiều khi cái tỉnh giác đó ban đầu nó chỉ nhiều khi vì lợi ích mà tỉnh giác. Thí dụ bây giờ mình bưng một cái chậu nước và mình muốn cho nó đừng đổ thì tự nhiên mình phải thần đồng chú tâm quan sát cao, thì khi đó mình bưng nó sẽ không đổ. Đó là tại vì lợi ích mà phải chánh niệm tỉnh giác. Thành ra nói là khi một cái người mà tinh tấn chánh niệm tỉnh giác hay là thần đồng chú tâm quan sát hay là nó hoàn hảo hơn thì nó là trong lành định tĩnh sáng suốt hay là rộng rang lặng lẽ trong sáng. Đó là khi cái người mà đã đi đến cái thuần thục thì lúc đó là làm cái gì nó cũng sáng suốt định tĩnh trong lành, nên là nó rộng rang lặng lẽ trong sáng. Thì lúc đó là cái hiệu quả của cái đời sống nó sẽ rất là cao. Nói theo bình thường cho dễ hiểu đó, là hiệu quả của đời sống rất là tốt. Dạ con đọc câu số 2. Dạ thưa thầy, trong kinh Ngã thuộc Tương Ưng Bộ, Đức Phật có dạy bát chánh đạo được thành tựu và làm cho sung mãn là nhờ đầy đủ ngã. Vậy chữ ngã ở đây là gì ạ? Dạ, câu hỏi là trong Tương Ưng Bộ có một bài kinh là kinh Ngã, thì Đức Phật dạy là bát chánh đạo được thành tựu và làm cho sung mãn là nhờ ngã, là nhờ đầy đủ ngã. Vậy chữ ngã hiểu như thế nào ạ? Cái chữ ngã đó, cái chữ ngã nó có nhiều nghĩa. Ví dụ như khi Đức Phật cả đó là Atta hi atta no na tho ko hi na tho ko siya atta na va su dan te na na thang la pati dun la phang. Thì khi Đức Phật ngài nói cái đó thì cái ngã đó không phải là bản ngã. Không phải là bản ngã mà là cái mà cái nó có hai cái, một là một cái thực tại đang là. Thí dụ như là cái thực tại đang là của cái ổi, đang là của cái cam, thực tại đang là của cái chanh, đó là cái thực tại đang là, đó là nói chung. Còn nói đặc biệt thì cái chữ ngã, chữ atta đó cũng là nói đến cái tâm. Tức là cái bản tâm là cái chính. Thành ra trong một số trường hợp khi Đức Phật ngài nói, còn trong bình thường thì Atta là nói bình thường thôi, Atta là nói theo kiểu đại danh từ thôi, thì là tôi với anh này kia là nói bình thường, cái đó là nói theo kiểu tục đế. Thành ra thực ra không phải là không có cái ngã, không phải là không có cái ngã. Theo kiểu vô ngã là hình như là không có gì hết đó, đừng có hiểu gì theo kiểu đó. Vậy hiểu theo kiểu đó. Mà vô ngã tức là không có cái ảo tưởng về mình hay là về người khác. Đó. Ví dụ như sợ gì mà mình ai nói đồng tới mình cái là mình nổi nóng lên đó, là tại vì là mình có cái ảo tưởng cái ta. Cho nên ai đụng với mình tức là mình đã hình thành một cái ta rồi. Ví dụ như nói là ta là người
là trong sạch, ví dụ như vậy. Mình tu hành để làm sao để có thành, trở thành người rất là trong sạch, thì cái trong sạch đó là cái trong sạch tạo thành một cái ta, chứ không phải là cái trong sạch thật sự. Cái trong sạch thật sự nó khác. Ở đây cái trong sạch thật sự tức là người đó sống rất hồn nhiên, tự nhiên, nhưng mà không có hại ai hết, không có hại mình, hại người gì hết. Cái đó mới là cái trong sạch thật sự. Còn bên này á, khi một người đó cố gắng làm sao để cho mình trong sạch, đừng có ai chê gì được hết trơn á, cho nên hệ mà ai chê một cái kìa là cái ta trong sạch đó nó sẽ là nổi lên đó. Thì cái ta đó nó là ảo, nó không phải thật. Cho nên mình phải nhìn thấy là trong cái chữ ta đó đó. Ví dụ như có khi thầy nói là bây giờ mình phải sáng suốt, rõ biết chính mình. Thì có người nói thầy là thầy nói vô ngã mà sao nói có chính mình. chính mình là cái thực tại thân thọ tâm pháp này, chứ không phải là cái ta đó. Khi mà trả cái thân thọ tâm pháp lại đúng với bản chất thời vị tính của nó, thì nó là một thực thể, nó là một pháp, chứ không phải ta. Đó. Cho nên là câu này có thể hiểu là thế này, hiểu cụ thể trong pháp hành tức là cụ thể là khi nào mà mình thực sự tròn vẹn tỉnh thức trên chính thân thọ tâm pháp, tức là trên chính cái thực tại đang là này, thì lúc đó mới có bát chánh đạo. Chứ không phải là cố mà tránh cái này, rồi cố tránh cái kia, cố tránh cái nọ, rồi cố hành thiền định, rồi cố hành cái này cái kia là có bắt cái nào đó. Chỉ cần là cái người nó tinh tấn chánh niệm tỉnh giác trên đi đứng nằm ngồi trên tất cả mọi kia đó, tức là trở về tròn vẹn tỉnh thức với chính mình đó, nói vậy đó. Và sao đó ngôn ngữ của thầy lại nói vậy, thì lúc đó đó người đó mới có thể là đầy đủ cái bác chánh đạo được. Chứ còn mà cứ ngồi là bây giờ cố mà chánh niệm thế này, cố rồi chánh định thế kia, cố là phải làm cái này là trật rồi. Tức là nó không phải. Câu hỏi của Triều Nguyễn là: bạch thầy cho con hỏi, có lần con đọc được trong một quyển sách nói là tứ như ý túc cũng là con đường giác ngộ, xin thầy giải thích rõ thêm ạ. Thì tứ như ý túc nó cũng nằm trong cái 37 cái bồ đề phần. Tứ như ý túc, nhưng mà chữ tứ như ý túc á, là nhiều người á, là sử dụng cái tứ như ý túc đó một cách ví dụ như là họ nghĩ rằng là phải lấy cái tứ như ý túc để mà luyện thần thông chẳng hạn, thì cái đó là sai á. Bởi vì cái đó không phải tứ như ý túc nữa, mà cái dục đó nó trở thành là dục vọng chứ không phải là cái dục. Chứ còn bình thường thôi, tứ như ý túc là thế này. Bây giờ thầy khắc nước ha, giờ thầy khắc nước thì giờ muốn uống nước đó. Mà muốn uống nước á thì phải là nghiêm túc đó, này nó tinh tấn đó, tinh tấn là nghiêm túc coi thử ly nước ở đâu rồi như thế nào, rồi cầm như thế nào, uống như thế nào, đó là nghiêm túc, đó là tinh tấn. Nhưng bây giờ thầy muốn uống nước mới đưa tay ra ngang đây thì cái tâm là nghĩ ra chuyện khác rồi, nghĩ tới chuyện ăn cơm thì mới ngang đây mới dừng rồi, thì làm sao mà tròn vẹn được điệu chuyện uống nước. Cho nên nó phải nhất tâm, người nhất tâm mới uống nước được chứ. Và đồng thời phải biết rõ là đây là thuốc độc hay là đây là thùng nước uống. Đây là cái ly này của ly của người ta uống, chứ không phải là cái ly bên này mình uống. Còn ly của người ta uống là phải phân biệt rõ ràng minh bạch.
cho cái nước của người ta đang uống, cái mình lấy mình uống thì đâu có được đó. Thì nó phải biết rõ, thành ra bốn cái yếu tố đó muốn làm một cái điều gì mà cho nó đàng hoàng thì phải có bốn yếu tố đó. Đó là tứ như ý túc. Thì thôi chứ ai sống trong một đời này đều cũng phải sử dụng tứ như ý túc hết. Chứ đừng nghĩ tứ như ý túc là ngồi mà làm sao mà rèn luyện mà để cho đạt thiền định mà quên đạt thần thông. Nhưng mà trước khi thần thông là phải đạt thiền định, có khi chết vô hòm rồi mà chưa đạt được cái gì cả. Trong lúc trong đời sống hàng ngày là biết bao nhiêu chuyện mà cần phải tứ như ý túc, chuyện gì làm cũng phải cần tứ như ý túc hết đó. Ví dụ bây giờ thầy thấy rõ là bây giờ chùa mình thiếu những cái sinh hoạt, như thử là thiếu cái tăng xá để cho chư tăng ở. Bây giờ mỗi chư tăng xin vô tu rất là đông, mình cần có cái lớp để mà đào tạo chư tăng học hành tu hành cho tốt, thì thầy phải làm tăng xá, hay là để cho Phật tử có chỗ đến, nhiều khi Phật tử đến để mà tu học mà không có chỗ, hoặc là muốn mở một cái khóa tu cho Phật tử thì không có, người ta mở thì làm cái thiền xá, ví dụ vậy. Cái chùa không có cái cổng thì bây giờ phải làm cái cổng. Thì cái đó là cái nhu cầu trong đời sống, hay là trong tất về tu hành hay tất cả mọi thứ. Nhưng không nghĩ tu hành là một cái gì đó riêng biệt, mà nó là chính ngay trong đời sống. Nhưng mà cái điều đó đó, mình làm với một cái sự giác ngộ là khác. Còn mình làm với cái chữ giác ngộ ở đây là không có vô minh ái dục, tức là không làm bởi cái động lực vô minh ái dục, thì cái việc làm đó nó cũng là tứ như ý túc mà đúng với giác ngộ giải thoát, chứ không phải là làm một cái chuyện gì khác. Quét sân đúng với tứ như ý túc thì đó cũng vẫn là những yếu tố của giác ngộ giải thoát. Đó, ăn cơm uống nước tất cả mọi cái đúng như tứ như ý túc thì nó vẫn là dự phần trong cái đoạn trừ phiền não, hay là cái trong cái hướng đến cái đến niết bàn, dẫn đến niết bàn. Cho nên là 37 cái yếu tố giác ngộ. Đó là 37 cái yếu tố giác ngộ. Nên nhiều khi mình hiểu cao quá, cái đâm ra mình làm được gì cả. Cho nên thầy lại có cái khuyên hướng là hiểu lại hết sức bình thường. À, và từ cái bình thường đó mà mình làm được thì tự nhiên nó sẽ càng ngày càng vi tế hơn, sâu xa hơn. Vậy thôi. Chứ đừng có bắt từ cái quá xa để đâm ra mình không bao giờ với tới. Cho nên ở bên Thiền Tông nó có một cái cái hình ảnh là cước căn bất điểm địa. Cước căn bất điểm địa là gì? Tức là với lên quá cao cho nên nó hỏng đất. Đó. Mộng hỏng đất cho nên nó bị té. Đó là cái đó. Cho nên nó là phải đi, là đi trên mặt đất, đi vững vàng trên mặt đất. Chứ đừng có với quá cao mà nó hỏng đất của nó té. Dạ, đi biệt có câu hỏi. Nói cho rõ nghe, nếu mà nói không rõ là phải đánh máy ạ. Dạ, dạ. Là khi mà một người kia cứ xong là có những cái suy nghĩ mà bọc về tương lai, có những cái suy nghĩ mà trở về quá khứ, thì cái điều đó thì con dễ nhận biết. Nhưng mà cái từ mà chìm đắm trong hiện tại thì con chưa có hiểu rõ lắm. Khi ngồi thiền thì con xin sư ông giảng cho con hiểu rõ vấn đề đó. À, con xin tập hơn. Cái chìm đắm trong hiện tại á, là bởi vì thực ra á,
Cái mà chìm đắm trong quá khứ, chìm đắm trong tương lai, chìm đắm trong hiện tại đó, là ám chỉ cái ngã, bạn ngã. Tức là khi đó, đó là trong quá khứ tôi là thế này, tôi là thế kia, tôi được cái này, tôi mất cái kia chẳng hạn vậy. Rồi là tương lai mình cũng nghĩ là mình muốn được cái này, muốn được cái kia, hay là sợ không được cái này, không được cái kia. Thì đó là cái, đó là đều là cái hoạt động của bạn ngã. Rồi bây giờ trong hiện tại vậy, đáng lẽ ra là mình chỉ thấy sự thở vô là thở vô, thở ra là thở ra, thấy ngứa là ngứa, thấy ngồi là ngồi, thấy đau lưng là đau lưng, thí dụ vậy. Thì đó là hiện tại, cái đó không có bị chậm chìm đắm trong hiện tại. Nhưng bây giờ nói là chà, tôi ngồi làm sao mà mình đắc được định, để mình phải cố tu tâm để mình đắc được định, rồi là đắm chìm trong hiện tại đó. Hoặc là bây giờ ngồi ăn là coi như là không còn biết gì nữa hết trơn, ngon quá là cứ ăn thôi, cứ ăn thôi là chứ còn không còn biết gì nữa cả, rồi cái đó là đắm chìm trong hiện tại. Mà đây tại vì đây đang nói thiền chứ còn đắm chìm trong hiện tại là đắm nhiều thứ lắm, đắm đủ thứ thế. Nhưng mà cái chính yếu là ta trong hiện tại là thế này, ta trong hiện tại là thế kia. Cho nên cái mà tinh tấn chánh niệm chánh giác trên thân thọ tâm pháp là để làm gì? Để cho thấy rõ thân là một sự vận hành, thọ là một sự vận hành, tâm là một sự vận hành, hay là pháp là một sự vận hành tương giao hay là mối quan hệ. Chứ không phải là, chứ không phải là, tức là mình chỉ thấy cả cái đó đều là pháp đang vận hành cả, chứ không phải là lúc đó là ta muốn thế này, ta thế kia, bây giờ ta phải, tại sao mà ta chưa định, ta phải cố gắng định, thì toàn là bạn ngã trong đó hết. Thì đó, cái đó là cái chìm trong hiện tại, trong hiện tại. Cho nên ấy, trong kinh Đoàn Giảm Đức Phật Ngài nói là cái thiền định ấy, thiền định mà sơ thiền gì, thiền tam thiền tứ thiền, thì cái đó chỉ hiện tại lạc trú, chứ không phải là hành Đoàn Giảm, hay là không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vân vân. Thì cái đó thì không tịch trú, cho nó không phải là hành Đoàn Giảm. Hành Đoàn Giảm là khi nào mà mình sống trọn vẹn tỉnh thức với cái hiện tại, cho nên mình mới là nó mới đoàn giảm dần cái, ví dụ như là trước kia mình sát sanh, bây giờ mình không sát sanh được nữa. Trước kia mình trộm cắp, bây giờ trộm cắp không được nữa. Trước kia mình tà dâm, bây giờ mình không tà dâm được nữa. Trước kia mình tham, bây giờ không tham nữa. Trước kia mình sân, bây giờ không sân nữa. Đó mới là hành đoàn giảm. Mà đó mới là con đường xả ly tham đoạn diệt. Còn bây giờ anh, nếu mà anh cứ muốn hiện tại lạc trú, anh cứ ngồi thiền miết để cho nó được an lạc, thì cái đó cũng là đắm chìm trong hiện tại. Quên đi cái thấy rõ cái vô thường khổ vô ngạo của các pháp đang diễn ra. Quên nhìn thấy cái đó mà chỉ an trú trong cái an lạc. Cái đó là cũng đắm chìm trong hiện tại. Cho nên ngồi thiền coi chừng là đắm chìm trong hiện tại đó. Ngồi thiền là phải soi sáng, phải soi ra buông hết, buông xả hết. Buông xả là gì? Buông xả là đừng có ngồi thiền vì bất kỳ một mục đích nào cả, ngoài trừ là chỉ thấy cái thực tại đang diễn ra thôi, chứ không còn không có vì một cái mục đích, kể cả niết bàn, kể cả thần đạo thần đồ gì bỏ dẹp đi, chỉ có thấy thực tại đang là như thế nào thôi, thì lúc đó mới thấy được vô thường khổ vô ngã đó. Nếu một người họ không định gì cả, nhưng mà họ vì không định gì cả cho nên tâm lung tung hết trơn, bây giờ họ mới thấy là cái tâm đúng rồi, thân thọ tâm pháp gì cũng đều vô thường khổ vô ngã cả, cho nên họ cũng nhàm chán cái vô thường khổ vô ngã đó. Họ không còn dính mắc với những cái đó nữa, thì họ lại giải thoát đó. Trong khi bây giờ mình cứ ngồi thiền định hoài đó, bây giờ đắc định đắc đồ này kia, bây giờ cứ thích hoài trong đó, là lúc đó mình cái ngã đang hưởng thụ đó, đắm chìm trong hiện tại là cái ngã đang hưởng thụ cái hiện tại. Chứ không phải là thấy ra hiện tại
đúng với bản chất thực của nó. Phân biệt cho nó rõ đường đôi đó, còn nếu không là cứ bị chìm hoài, chìm xuống hoài. Dạ, dạ bác bảo tôi xong, nhưng mà khi mình tu thì mình phải có cái sự mà gọi là an lạc một chút chứ không, dù như mà mình cứ thấy vô thường khổ vô ngã thì mình rất là chết rồi đó, coi đắm chê đắm xuồng rồi đó. Ngài Vakali đó, ngài bình, tất nhiên là ngài bình đó là ngài vẫn cứ sao bây giờ bình làm sao mà tu cho dắt đắc đạo đấy, rồi bình làm sao mà cho nó lành bệnh, lành bệnh nó mới an lạc một chút mới đắc đạo chứ. Thì Đức Phật ngài tới ngài mới hỏi hết ở ngoại thân là cái gì thọ tâm gì tất cả mọi thứ, cái gì ngài hỏi ra thì là cái gì vô thường khổ vô ngã, cái là ngài chứng ngộ A La Hán liền. Nhưng mà chứng ngộ A La Hán mà đau nhất vẫn nó cứ đau nhất chứ nó đâu có an lạc được chúng nào đâu. Nhưng mà cái sự giác ngộ đó nó an lạc đến cái độ mà cái đau nhất đó nó không còn ý nghĩa gì nữa cả, hoàn toàn vô nghĩa đó, cái sự giác ngộ đó. Cái cho nên cái giác ngộ là cái chuyện quan trọng, chứ không phải là đạt được cái cảm thọ này hay cảm thọ kia đó. Cho nên định mà định đúng là tâm không dao động trước bất kỳ điều gì, đó mới là định đúng, chứ không phải định là để mà đạt được những cái hiện tại lạc trú, không phải vậy. Dạ, vậy có phải là cái lạc đó có phải là cái giống như mình xưa xong đã từng nói là có phải là paramang xuất khang như sao? Ừ, đúng cái rồi. Cái lạc đó thực ra là tịch tình lạc, nên cái gọi là tình lạc. Tình lạc cái là santi paramang xuất khang á, đó là tình lạc. À, tình lạc tức là xả ly ly tham đoạn diệt an tình đó, cái an tình đó. Cái an tình hay là cái tịch tình đó, tức là không có vấn đề gì cả. Bây giờ ngồi không vậy là ai làm gì làm thành bài được, mất gì cũng như không vậy, rồi cái đó mới là tịch tình đó. Nhưng mà cái đó nó phải là nó phải đối đầu với sóng gió thì khi đó nó mới tịch tình. Cho nên thầy mới nói là tình chỉ nhân dị đồng là vậy đó. Nhưng mà sợ đồng là cái kẹt trong đồng, cho nên mới nói là đồng chi nhân dị thông, đồng là phải thông. Mình phải ứng ra, ứng ra chứ không phải là mình cứ giữ yên, không phải vậy. Mình phải ứng ra, nhưng mà ứng á, di hành dị biến, tức là ảnh ứng thì phải là uyển du di uyển chuyển để cho nó phù hợp với là cái nguyên lý của đạo. Dạ con cảm ơn sư ông đã từ bi ra thì xa thú. Nhưng mà con vẫn còn một câu hỏi nữa. Dạ sư ông, thì bây giờ con chánh niệm tỉnh giác là mình chỉ thấy cái thực tại như nó đang là thôi, chứ mình không cần phải biết là nguyên nhân một vấn đề, hay là nghĩa là mình đưa cái tứ diệu đế vô trong đó, mình không cần phải biết gì hết, mình chỉ biết là cái thực tại như nó đang là như vậy thôi. Vậy đúng không thưa sư ông? Cứ thấy đó, cứ thấy như vậy thôi. Dạ. Bây giờ thầy thường hay lấy một cái ví dụ, thầy nói bây giờ cái trái mít cái trái mít á, cái trái mít non nó đang là đang non cỡ ngang đó, thì nó chỉ sáng, nó chỉ là tròn vẹn biết nó ngang đó thôi, rồi thêm một giây nữa thì nó lại tròn vẹn biết cái giây thứ hai đó, là cứ tiếp tục như vậy cho đến khi cái mít đó nó chín. Thì lúc đó có người tới hỏi, mặc dù nó chỉ biết lúc nào thì nó chỉ biết lúc đó thôi, nhưng mà khi giả sử có người con cái mít non khác, bây giờ nó chín rồi, có cái mít non khác nó hỏi chín là sao bác, thì trái mít chín đó nó nói là rành rẽ hết trơn à. Nó nói là cái lúc ta mà mới khởi đầu là như thế này này, rồi thêm một giây nữa là thế này này, thêm hai giây là thế này là tôi biết hết trơn.
Còn một cái anh mà cứ ngồi trái mít mới một tháng mà cứ mong mùa chín không thôi đó. Thì nó đến lúc nó không chín, nhưng mà đến khi chín nó hỏi là sao bác chín vậy bác, tao đâu biết, tự nhiên giờ tao chín thì tao đâu biết. Cho nên cái mà sống từng khoảnh khắc đó, soi sáng từng khoảnh khắc, trọn vẹn tỉnh thức trong từng khoảnh khắc đó, là cực kỳ quan trọng. Đó là chính là cái trọng tâm của đạo Phật, trọng tâm của thiền. Không cần biết, nhưng mà rồi nó biết hết. Tại vì nó khi mà mình đã trải nghiệm qua hết rồi, khi đó mình mới biết chứ, chứ thôi là sao biết được. Chứ nếu không là mình chỉ có tưởng tượng thôi. Lúc đó mình chỉ tưởng là cho là thôi, rồi muốn phải là, mong sẽ là thôi. Dạ con xin cảm ơn sư ông ạ. Con chúc sư ông sức khỏe phát thể tinh. Ơi xa thú. Dạ con xin đọc câu hỏi của Daisy Than. Đối với người hay lo sợ, biết nỗi lo của mình thì làm sao để đừng đắm chìm trong các nỗi lo? Và khi mình đang ngủ mà nỗi sợ đó hiện ra thì mình làm gì ạ? Thì nó vẫn là cái nguyên lý là tinh tấn chánh niệm tỉnh giác, là cái nguyên lý cốt lõi. Thứ nhất là mình đừng quan tâm đến chuyện đó, tức là sợ hãi thì kệ nó, đừng có quan tâm. Mình cứ sống trong hàng ngày là mình cứ tính niệm tỉnh giác thôi. Đi đứng nằm ngồi làm cái gì, ăn uống, làm bất cái gì nhỏ nhặt nhất, đừng có tu là cứ hai mấy người tu là cứ chuyện lớn không. Nhưng mà cái chuyện nhỏ nhất chuyện đó mới là cần tu. Khi ngứa gại cũng là tu, khi gài hột nút cũng là tu, khi đi cầu cũng là tu, khi đi tiệu cũng là tu, làm cái gì cũng tu hết á thì mới được. Bởi vì tu là soi sáng lại cái thực tại thôi, thì là mới được. Còn nhiều khi mình cứ để bừa vậy, thầy nói là nhiều người tu là như thế này, hàng ngày cứ xả rác, rồi tới quy định là từ giờ đó tới giờ đó là ngồi quét rác. Tu theo kiểu đó, đó tức là tại sao lại trong đời sống hàng ngày mà cứ rác là mình phải để chỗ đàng hoàng đâu đó đàng hoàng hết trơn á, thì đâu cần cái thì giờ mà ngồi mà quét rác. Cái ngồi thiền mà cố để mà ngồi thiền để thế này thế kia, đó là tại vì ngay trong đời sống hàng ngày mình không có thiền trong đó à, rồi để lung tung lên, rồi cái đến khi ngồi thiền cái nó ra lung tung thứ hết trơn á à, ngồi nó quét rất là mệt, thứ này nó bày ra, thứ kia nó bày ra, thứ nọ nó bày ra, ngủ cứ quét hoài không hết à. Cho nên nó là phải là để rác đàng hoàng trong từng giây phút, chứ đừng có đợi khi mà sợ hãi hay là sân hận hay là làm cái đến to lớn đến chỗ mà giết người giết đó, đừng có để có tới ngang đó, mà là phải chánh niệm tỉnh giác. Đó là cái cơ bản này. Bây giờ cái thứ hai cũng là tinh tấn chánh niệm tỉnh giác, nhưng bây giờ khi sợ hãi thì mình hoàn toàn tròn vẹn lắng nghe hay là cảm nhận lại cái sợ hãi đó nó đang thế nào đó. Tức là tròn vẹn với nó luôn, tròn vẹn với chính cái sự sợ hãi đó luôn. Cho mình cái nó là cái nguyên lý là thế này, sợ hãi tức là sợ hãi một cái gì đó. Đó, ví dụ như sợ hãi sợ ma chẳng hạn, bây giờ mà càng nghĩ tới ma thì cái sợ hãi nó càng tăng. Còn bây giờ mình đừng nghĩ tới ma mà mình nhìn lại chính cái sự sợ hãi, quan sát sự sợ hãi hay là lắng nghe sự sợ hãi hay là cảm nhận sự sợ hãi một cách trọn vẹn, thì lúc đó nó cũng khi mà cảm nhận sự sợ hãi một cách trọn vẹn thì nó không còn, nó biến mất cái khái niệm, cái tư tưởng, cái quan niệm à, mà cái chính cái khái niệm tư tưởng quan niệm làm cho mình sợ hãi đó. Thí dụ như mình nói mình sợ ma, tức là mình có cái khái niệm, có cái tư tưởng, có cái quan niệm gì đó về ma cho nên mới sợ.
Nhưng bây giờ mình tròn vẹn cảm nhận cái sợ thì lúc đó mình sẽ thấy là cái sợ nó đang như thế nào, nó đang diễn ra như thế nào. Thì có, khi mà mình tròn vẹn với cái sợ, thực ra là cái sợ nó hết rồi. Bởi vì cái sợ nó là một cái do phát xuất từ một cái duyên ảo mà nó ra cái sợ đó, do một cái tượng mà nó ra cái sợ đó. Cho nên bây giờ khi mà mình tròn vẹn lại với cái sợ đó đó, thì cái sợ đó nó biến mất. Và lúc đó chỉ còn thấy là khi mình cảm nhận thực sự, lúc đó mình chỉ còn thấy là tim đập thế nào. Con người nó có những cái đồ rung trên con người mình như thế nào. Tức là mình phải cảm nhận, lúc đó nó trở thành niệm thật. Ban đầu là tâm, nhưng bây giờ nó trở thành niệm thân, niệm thọ. Lúc đó cảm giác như thế nào, lúc đó tâm như thân như thế nào. Đó. Và cái sự sinh diệt của tất cả những cái thứ đó là như thế nào? Thì cái đó mới là thì nó chứ đừng có sợ rồi bây giờ tìm cách này cách kia để hết sợ là cái đó là chỉ là tạm thời thôi. Tạm thời cho được thôi, cho nó mà nếu mà làm không đúng á, làm không đúng cách á, thì mình dồn cái sợ hãi nó vào trong vô thức á, thì nó càng ngày nó càng tăng thêm nữa. Cho nên nếu mà mình có đối trì không đúng á, thì nó sẽ bị dồn nén vào trong vô thức. Và vì dồn nén vào trong vô thức cho nên á, phần lớn nhiều khi cái sự sợ hãi đó là do từ cái khuynh hướng xung động từ vô thức mà ra. Tức là một cái lực đẩy từ trong vô thức do mình dồn nén vô đó. Cho nên bây giờ phải lắng nghe tròn vẹn nó. Khi mà thấy được cái sự sinh diệt của nó đó, thì coi như mình đã hóa giải được nó. Và có một điều này nữa, đừng muốn sợ hãi mất liền, mà thậm chí còn mời sợ hãi ra. Đó là mình nói như vậy cho nó rõ thôi, chứ còn cũng phải là mình mời gì cả, nhưng mà nói cho nó dễ hiểu rồi rõ đó. Mời sợ hãi cứ đến đi, bởi vì ta chưa thấy rõ sợ hãi như thế nào, bây giờ cứ đến đi để ta xem sợ hãi thực sự nó là cái gì. Quá thực sân là cái gì, tại sao lại sân. Cho nên đừng có muốn hết sân, mà là phải thấy sân cho rõ, chứ đừng có muốn hết sân. Chưa thấy rõ mà muốn hết sân là coi như mình chưa học được bài học đó, và nó sẽ học hoài, nó phải học hoài. Nhưng mà cái gì mà nó vẫn còn đến, tức là cái đó mình vẫn chưa rõ. Còn nếu mà mình rõ hoàn toàn rồi thì nó sẽ không đến nữa. Có một vị thầy là chúng tôi nói từ lâu rằng chúng ta là những người muốn tu hành, chúng ta có thực hành pháp chẳng ai, nhưng mà nếu không ai cảm nhận chúng ta hết thì làm sao để chúng ta đã biết là chúng ta đang tập cái chẳng ai chẳng ai tới đâu. Thì con thấy càng giống như là thì đó, các pháp nó phải đến tự nhiên, sân nó cũng đến là do cái nhân duyên điều kiện nào đó mà nó đến. Nó rất là nhiều cái yếu tố cho nên cái sân nó đến. Vì vậy cho nên mình phải thấu hiểu được nó, chứ không phải là mình dẹp nó đi. Thì thường theo kiểu thiền định của ngoại đạo là họ muốn là định để dẹp hết tất cả mọi thứ. Nhưng mà thực ra là đó là đá đè cọ, chứ không phải nó không phải thực sự là diệt. Chỉ do diệt là chỉ có trí tuệ mới diệt được thôi. Mà trí tuệ tức là phải thấy rõ nó ra, thấy nó sinh diệt vì ngọt sự nguy hại thế nào thì mới được. Cái đó không phải là một cái Đức Phật Ngài nói nó giống như một cái công thức, nhưng mà đừng có máy móc. Thực ra nó rất là chính xác. Cái gì mà mình chưa thấy được cái khổ của nó đó là chưa có thoát đâu. Khi nào mình thấy được cái khổ, cái nguy hại của nó đó, cái đó mình mới thoát nổi.
Nhưng mà mình phải thấy rõ mình, chứ còn không á, nếu mà không thấy rõ là nó xuất hiện mình không biết. Đó, ví dụ cái tham, cái sân, cái si mà xuất hiện mình mà không biết á, là mới là nguy hại nè. Còn nếu mình biết rõ được đó là rất là tốt. Dạ. Chân tâm thành xin hỏi là khi mình không còn tham sân si thì là đang ở trong niết bàn hữu dư y hay là vô dư y ạ? Cái chữ hữu dư y với vô dư y là để chỉ cái bậc hữu học và vô học. Tức là bậc hữu học á, thì cũng là đã chứng ngộ niết bàn nhưng mà vẫn còn dư y. Còn cái bậc mà vô học á, hay là Đức Phật á, là niết bàn không còn cái dư y nữa, thì cái đó là cái định nghĩa chính xác nhất. Còn cái định nghĩa mà nói là lúc mà niết bàn, ví dụ như Đức Phật ngài giác ngộ là niết bàn nhưng mà vẫn còn cái thân, vẫn còn cái danh sắc này, cho nên nó là vẫn còn hữu dư. Còn đến khi nhập và đại bác niết bàn á mới là vô dư. Nhưng mà theo thầy là cái định nghĩa đó không đúng, mà cái định nghĩa mà bắt bậc hữu học là còn hữu dư, vô học là vô dư là đúng hơn. Dạ xin thầy hoan hỷ cho con hỏi về tiềm thức và ý thức. Khi mình tập thấy trong đời sống hàng ngày, có lúc mình đã thấy được ngay lúc sự kiện diễn ra, nhưng con vẫn còn phân vân không biết là đó chỉ là cái thấy trên bề mặt ý thức hay không thôi. Vì để thấy sâu trong tiềm thức thì liệu có cần phải có định lực mạnh để quan sát sâu được hơn trong tiềm thức có phải không thầy? Không phải. Cái đó là cái đó chỉ là quan niệm thôi, cho trên thực tế là không phải vậy. Trên thực tế đó thì là thực ra cái này là họ phân biệt trên cái tiềm thức và ý thức, mà tiềm thức và ý thức thì nó vẫn còn là tướng biết, nó vẫn còn là cái phạm vi của tướng biết. À, cho nên khi mà ở trong cái phạm vi của tướng biết đó, thì cái biết đó nó chỉ là cái biết chưa phải rốt ráo. Nên thường thường lúc đầu là người ta ví dụ như tinh tấn chánh niệm tỉnh giác, nhưng mà tinh tấn chánh niệm tỉnh giác ở cái phương diện là hữu thức, là không phải, ở trên phương diện ý thức. Thì ở trên phương diện ý thức là rất dễ là bị cái khái niệm tư tưởng quan niệm xen vào. Thí dụ như bây giờ mình quan sát một cái gì đó và mình đã có một cái khái niệm trước là vô thường khổ vô ngã, cho nên mình rất dễ kết luận vô thường khổ vô ngã mà mình không thấy thực vô thường khổ vô ngã. Đó. Cái đó rất nguy hiểm. Cho nên cái mà lúc đầu thì khi mà người ta chưa có ngộ ra được cái tánh biết á, thì lúc đó người ta chỉ có ngộ ra tánh biết là gì? Ngộ ra tánh biết là như thế này này. Và trong hỏi đáp sẽ có nhiều người trình pháp, họ nói như thế này, họ nói là con bình thường thì con cố gắng chánh niệm tỉnh giác luôn luôn là để sáng suốt biết mình. Nhưng mà cái chánh niệm tỉnh giác mà sáng suốt biết mình đó, nó vẫn là khi nào cũng thấy nó đủ hết á, tức là lúc nào cũng vẫn thấy mình thiếu.
Nhưng mà có một hôm tự nhiên cái nó hoàn toàn rộng lặng, thì cái gì tự nhiên là cái gì cũng biết hết đó, cái gì cũng biết rất là rõ ràng đó. Mà cũng không phải là đền, mà cũng không phải là gì cả. Mà người đó hỏi thầy đó, thì con giống như mà tự nhiên nó rơi vào một cái tình trạng là hoàn toàn rộng lặng mà nhưng mà rõ ràng hết, không cần phải chánh niệm tỉnh giác gì hết mà nó thấy hết, cái gì đến đi nó đều thấy rõ hết trơn á. Thì á, cái mà bắt đầu thấy rõ đó hoàn toàn không có một cái cố ý, bởi vì khi mà chánh niệm tỉnh giác mà thường của những hành giả là thường vẫn là có cái cố ý tạo tác trong đó, vẫn còn có cái tâm cố ý tạo tác trong đó, tức là có cái ý thức đó. Tức là thuộc về phạm vi ý thức đó. Còn bây giờ ở đây là một cái biết mà nó không cần mình phải ý thức, hay là cũng cần không phải gì vô trong đó, không có bản ngã, mà chỉ thấy thôi, chỉ thấy tất cả mà thấy rất rõ mọi thứ đó. Thì thầy nói là đó chính là cái mà cái hiển lộ của cái tánh biết, tức là cái biết một cách hoàn toàn tự nhiên, vô vi vô ngã mà rất trong sáng. Còn cái biết kia là cái biết của ý thức, phần lớn là nhiều khi do mình tìm tòi chọn được để mà thấy, để mà biết. Thì hai cái đó là hai cái mà mình phải phân biệt thật rõ trong pháp hành. Còn nếu không á, thì nó cứ lúng túng ở giữa cái trường đó. Thế thì á, bây giờ ở trên cái giai đoạn mà mình vẫn còn là trên ý thức, nói theo thiền tông là chưa ngộ đó, tức là có tu nhưng mà chưa ngộ. Khi ngộ rồi á thì mới tu. Thế theo bên thiền tông là ngộ rồi mới là tu mới đúng, bởi vì khi ngộ rồi á thì lúc đó mình mới biết thì té ra tu là mình cứ tự nhiên vô tâm là tự nhiên tự nó tự soi sáng, tự chiếu sáng, cho nó không có, không phải là cái nỗ lực của mình gì hết á, mà lúc đó nó trở thành làm tự ứng hết. Thì cái vô thức á, mình mà cố gắng, ví dụ như bây giờ mình cố thiền định thì không còn thấy được vô thức. Đó là ngược lại cố thiền định là không còn thấy được vô thức. Nhưng mà bây giờ mình ngồi như vậy thì cái tâm này nó khởi lên, ở trong đó nó khởi lên một cái tập khí, nó khởi lên cái tập khí này, nó khởi lên tập khí đó chính là vô thức á. Tức là mình không có suy nghĩ, mình không có tính toán gì cả, nhưng mà nó vẫn cứ khởi lên sự sợ hãi, sự khởi lên sự lo lắng, sự lên cái muốn cái này cái gì đó, mà trong đó nó khởi. Thì cái đó là những cái tập khí mà trong đời sống hàng ngày mình thiếu cái chánh niệm tỉnh giác, cho nên nó dồn vào trong tiềm thức á. Thì bây giờ nó khởi lên, tức là nó có một cái định luật là cái gì mà anh chưa thực sự thấy đó thì để đó. Rồi cái lúc mà nó thuần tiện á, nó sẽ khởi lên nói anh chưa biết tôi nghe, tôi khởi lên cho anh biết cái này. Anh tưởng đâu là anh A-la-hán rồi, nhưng bây giờ sợ hãi khởi lên đây này. Anh tưởng là anh thiền định là anh ngon rồi đó, nhưng bây giờ là ham muốn khởi lên này đó. Tức là để cho mình thấy rằng là trong cái vô thức đó nó có bao nhiêu thứ trong đó, là nhờ chính cái khởi lên đó. Nhưng mà người ta thiền định nó lại cố dẹp cái mà khởi lên đó. Cái sai lầm của thiền định ở chỗ đó. Còn cái thiền định mà thiền định đúng á, thì cứ để khởi lên và thấy. Đó là thiền định đúng á, soi thấy hết. Thì á, cái thiền định đó hay là cái nói chung là thiền có giới định tuệ chứ không phải định định không. Thì cái thiền đó là nó khởi lên cái gì á, thì mình đều soi sáng cái đó. Thì soi sáng cái đó, khi mình thấy hiểu ra, thấy ra cái đó rồi, thì nó sẽ tự diệt. Đó.
Và nếu mà mình đã thấu rõ nó rồi thì nó sẽ không cần không khởi lên nữa. Còn nếu mình chưa thấu rõ nó thì nó sẽ khởi lên lại để mình thấy nữa cho đến khi nào rõ ràng rồi thôi. Thì cái đó trong trong phân tâm học người ta gọi là hữu thức hóa vô thức. À, hữu thức hóa vô thức là không phải là mình cứ lôi trong vô thức ra để mà coi nó là cái gì, mà là để nó tự động khởi lên. Bởi vì khi nó tự động khởi lên á, à, cũng giống như bây giờ cái sân nó có sân nó đang sạch, không thể nào mà mình bới ra để mà xem thì cỏ nó ở đâu. Nó không có, bới ra không thể nào thấy cỏ ở đâu hết đó. Nhưng bây giờ cái cỏ nào nó lên thì lúc đó mình nhổ cái cỏ đó. À, đại khái là vậy. Chứ đâu bây giờ biết cỏ ở đâu mà mình bới nó lên. Cho nên không thể nào mà vào trong vô thức để mà tìm cái vô thức đó là cái gì, mà là chính cái lúc nó khởi lên, mà nó khởi lên là luôn luôn là đúng. Chứ không phải là nó khởi lên tầm bậy tầm bạ đâu á. Nó khởi lên đều đúng hết á. Thì bây giờ mình cái đó là cái mình đã bị dồn vào trong vô thức, mà hồi đó mình thiếu chánh niệm tỉnh giác cho nên dồn nó vào. Thì bây giờ mình chánh niệm tỉnh giác là lại với nó, tức là hữu thức hóa vô thức. Đó. Thì cái hữu thức hóa vô thức cũng là một cái cách mà để cho người ta chữa bệnh đó. Ví dụ như người đó có một cái nỗi sợ hãi gì đó, thì người đó kể ra, hoặc là người đó kể ra một cái giấc chiêm bao gì đó để cho cái người mà phân tích đó người ta thấy rằng à, thì người này là ở, có cái gì gì đó, người ta tìm hiểu ra, người ta thấy ra, thì người ta giúp cho người đó thấy ra được cái vô thức đó. Thì người ta gọi là hữu thức hóa vô thức. Và cái, thì bên mình á, bên Vipassana thì là soi sáng hay là quan sát hay là cảm nhận cái sinh diệt đó một cách rõ ràng. Thì cách đó mới là cái cách quét sạch cái vô thức thôi. Chứ không phải không có cách nào khác. Rồi, hết giờ. Chào mọi người.